Vâng, xin chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại chương trình tin tức người nổi tiếng. Hôm nay chúng ta đến với một ca sĩ khá là nổi tiếng, phải nói rằng là những ai ở hải ngoại đều biết ca sĩ Ngọc Hà. Ngọc Hà tên khai sinh là Nguyễn Kim Tuyến, sinh năm 1980, là một ca sĩ gốc Việt định cư tại Hoa Kỳ. Cô sở hữu giọng hát mezzo soprano cao và thường biểu diễn các ca khúc mang âm hưởng dân ca và nhạc trữ tình. Các nhạc phẩm của nhạc sĩ Phú Quang, Phạm Duy, Hoàng Thi Thơ, Trịnh Công Sơn. Nguyễn Kim Tiến, Ngọc Hạ đó các bạn, sinh ngày 23 tháng 12 năm 1980 tại Hội An, là con út trong một gia đình gồm có 7 anh chị em. Năm 1986, Ngọc Hạ cùng gia đình vào định cư ở tỉnh Đồng Nai. Cô vào học ở Sài Gòn một thời gian sau đó và đạt nhiều giải thưởng về ca hát. Ngọc Hạ qua Mỹ định cư vào tháng 3 năm 2000, thuộc diện bảo lãnh. Sau một năm ở San Francisco, cô về sống ở San Jose, nơi có nhiều người Việt sinh sống và tiện cho việc đi làm hay tham gia các hoạt động nghệ thuật. Bước đầu, Ngọc Hạ không nhận được sự khuyến khích từ gia đình trong lĩnh vực văn nghệ. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc thi ca hát, mọi người đã động viên cô đi theo con đường nghệ thuật. Ngọc Hạ muốn được học thanh nhạc từ rất là sớm, vào những cái năm mà 15, 16 tuổi, và sau đó quyết tâm theo hẳn cái nghề ca hát. Cô chọn tên Ngọc Hạ để ghi danh tham gia và tham dự một cuộc thi hát. Lý giải cho cái tên này thì cô giải thích, trước khi đi hát thì Ngọc Hạ rất thích làm thơ, lấy bút danh là Thi Hạ. Còn chữ Ngọc được lấy từ chữ lót của một người bạn họ Lê, đứa em bà con cô cậu của cô. Cô đại diện tỉnh Đồng Nai dự thi hát nhạc truyền thống vào năm 95 và đạt giải khuyến khích. Năm 1996 thì Ngọc Hạ được vào vòng chung kết giải tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1997 thì cô đoạt giải nhì tiếng hát đài truyền hình Đồng Nai và giải nhất tiếng hát truyền hình Bình Dương, và được vào vòng chung kết tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong năm 1997 thì Ngọc Hạ đạt huy chương bạc trong một cuộc thi dân ca do Nhà văn hóa phụ nữ Sài Gòn tổ chức với nhạc phẩm Ru con Bắc Bộ. Khi còn ở Việt Nam thì cô còn đạt, phải nói rằng là, 3 giải. Giải 3 tiếng hát truyền hình Sài Gòn và nhiều cái giải mà nhiều lần xuất hiện trên những chương trình truyền hình như là nhạc chủ đề, nhạc truyền thống, và đặc biệt là chương trình Nhịp cầu âm nhạc, là một trong những chương trình được nhiều người theo dõi. Sau khi đến Mỹ vài tháng, Ngọc Hạ đã gửi CD thu âm vài nhạc phẩm do cô trình bày đến một số trung tâm, nhưng ban đầu thì không có trung tâm nào giúp cô đạt được mơ ước. Mùa hè năm 2001, Ngọc Hạ gặp Nguyễn Ngọc Ngạn trong dịp một chương trình do Trung tâm Thúy Nga tổ chức tại San Jose và xin địa chỉ. Sau đó gửi một CD mẫu sang Toronto để nhờ ông giới thiệu với Trung tâm Thúy Nga, nhưng thư bị bưu điện trả về. Sau vài lần khó khăn nữa, cô mới được Trung tâm Thúy Nga nhận ra tài năng và quyết định mời cộng tác vào năm 2002 từ chương trình Paris by Night 63. Khả năng của Ngọc Hạ đã khiến người nghe ngạc nhiên khi lần đầu xuất hiện trong chương trình Paris by Night 63 Dòng Thời Gian năm 2002 với nhạc phẩm Mái Đình Làng Biển của nhạc sĩ Nguyễn Cường mang âm hưởng ca trù. Qua chương trình kế tiếp á, Paris by Night 64 Đêm Văn Nghệ Thính Phòng, một lần nữa Ngọc Hạ đã chinh phục khán giả bằng nhạc phẩm Nhớ Nhau của Tuấn Khanh với nhạc phẩm Buồn Tàn Thu của nhạc sĩ Văn Cao trên Paris by Night 65 chủ đề Yêu. Tên tuổi của cô đã trở thành quen thuộc với đông đảo người nghe. Từ năm 2006 thì cô trở thành ca sĩ tự do. Ngoài Trung tâm Thúy Nga thì cô còn cộng tác với Trung tâm ASEAN, Trung tâm Văn Sơn, Trung tâm Tình,
ca khúc đầu tiên cô hát cho Trung tâm Văn Sơn là Hồ Trên Núi của nhạc sĩ Phó Đức Phương, được dàn dựng công phu với vũ đạo vũ đoàn Lạc Hồng trong DVD Văn Sơn 34 Quê Hương Vùng Trời Kỷ Niệm năm 2006, là một thành công lớn của cô. Khả năng của Ngọc Hà bộc lộ rõ qua nhạc phẩm mang làn điệu dân ca Mai Đình Làng Biển của Nguyễn Cường, Mình Ơi của Diệu Hương, Không Thể Và Có Thể, Trên Đỉnh Phù Văn của Phó Đức Phương, Trăng Rơi Bên Hồ của Nhạc Trung, cùng với những cái tình khúc buồn tàn thu từ giọng hát Em của Ngô Thiện Miên, Hà Nội Mùa Tháng Cũ, vân vân. Rất là nhiều bài hát, cô chứng tỏ mình không bị gò bó trong một cái thể loại nào mà biến trong tất cả thành cung bậc biểu cảm, lúc nhẹ nhàng sâu lắng trong các cái bài pop ballad, lúc thì tràn đầy năng lượng khi hát cái quãng rất là rộng trong Dòng Sông Xanh. Và đây cái tính hơn với Con Cò của Lưu Hà An và phong cách rock mang chất điệu dân ca Trên Đỉnh Phù Văn của Phó Đức Phương. Với chất chậu văn hiện đại, Ngọc Hà chinh phục được khán giả với tiếng hát trong trẻo và nghệ thuật biểu diễn. Vâng, chính cái nghệ thuật mà diễn tả tình cảm qua những ca khúc đó do chính cô trình bày, cũng như là bằng cái giọng hát trau chuốt, những cái đoạn lên cao được vuốt thật ngọt. Cô chọn cái ca khúc kỹ càng, thường là những cái bản nhạc có thể chuyên chở tình quê hương, con người với những cái lời lẽ mà hoài niệm và tìm cho mình cái nét riêng trong việc hát những nhạc phẩm, tác phẩm vang bóng một thời. Vâng, có thể khán thính giả cũng biết ca sĩ Ngọc Hà, nếu chỉ nghe giọng hát của cô á, chắc chắn không ai có thể ngờ cái giọng hát đó là một thiếu nữ còn rất trẻ, mới chỉ được 22 tuổi. Vâng, vào ngày 20 tháng 12 năm 2002 sắp tới á, là nó tính ra cái bài báo này cũng khá là lâu rồi, bây giờ đến 7 năm rồi, Ngọc Hà hôm nay chắc cũng cỡ 27 tuổi rồi. Vâng, cái hình ảnh mà nhỏ nhắn với khuôn mặt mà đầy cái vẻ ngây thơ thì Ngọc Hà trên những cái chương trình video của Paris By Night trong hơn những cái thời điểm qua thì đã khiến cho khán thính giả thật sự ngạc nhiên khi mà tiếng hát của cô cất lên một cách vững vàng, chững chạc về kỹ thuật và có chiều sâu diễn tả. Bởi vậy cô được nhiều người con phải nói như một khán giả mà bởi vậy cô được nhiều người còn như một khán giả phải nói rằng là nổi bật nhất, không những trong năm 2002 mà trong những cái năm trở lại đây, cũng như là năm 2019 á, thì trong lòng ca nhạc hải ngoại phải nói rằng là khởi đi mới có một cái sự khả năng khó ai mà ngờ trong cái lớp tuổi còn rất trẻ. Với cái đà càng phát triển thêm, chắc chắn người ta sẽ còn nghe, chắc chắn nhắc nhở nhiều tới Ngọc Hà trong cái quãng thời gian sắp tới. Ngọc Hà thì sinh ra tại Đà Nẵng cùng với gia đình vào Nam định cư ở tỉnh Đồng Nai năm 1968. Một thời gian sau thì cô vào học ở Sài Gòn và thường xuyên về Đồng Nai thăm cha mẹ trong túi không còn tiền. Như cô nói đùa pha với một cái giọng cười tựa trẻ thơ. Sau đó thì bị sợ bị hiểu lầm thì cô bé chữa lại bằng một câu nói như người lớn: tiền cũng quan trọng lắm, nhưng không phải vì nó mà mình quên tất cả. Và lại một giọng cười trong trẻo kèm theo cái câu nói đó: bố Ngọc Hà đã qua đời từ lâu, nên tình thương của cô dùng hết cho mẹ thân yêu, hiện đang coi sóc một cái vườn cà phê ở Đồng Nai. Tuy phải đứt ruột khi mà xa rời đứa con gái út cưng trong số 7 người con trong gia đình, nhưng bù lại thân mẫu của Ngọc Hà đã có được những cái niềm hân hoan vui mừng khi con bé Nguyễn Kim Tuyến ngày nào một năm qua đã được nhiều người biết đến dưới cái tên Ngọc Hà qua những lần xuất hiện trên video của Trung tâm Thiên Nga Paris By Night. Trước đó thì thật sự Ngọc Hà không nhận được sự khuyến khích từ gia đình trong lĩnh vực văn nghệ, mặc dù các cô anh chị cũng rất có năng khiếu trong lĩnh vực này. Tuy nhiên khi cô ghi danh vào các cuộc thi hát á, mọi người trong gia đình đã động viên tinh thần cô rất là nhiều. Và khi cô tỏ ý muốn học thanh nhạc từ năm 15-16 tuổi, hoặc sau này cô quyết tâm theo nghề hát, thì Ngọc Hà đã không phải nói rằng không gặp phải sự phản đối nào.
Cái tên Ngọc Hạnh thì do chính cô đã chọn và ghi danh tham dự một cuộc thực thi ở các cấp phường, vì không dám lấy tên thiệt để nêu rớt cũng không có quê các bạn ha, lấy tên nghệ danh không dám lấy tên thiệt. Và dần dần cái tên đó đã thành quen thuộc trong những cái lần dự thi khác, như trong lần thi thì cô đại diện tỉnh Đồng Nai thi hát nhạc truyền thống này vào năm 95 và đạt giải khuyến khích. Năm 96 thì Ngọc Hạ vào đó chung kết giải tiếng hát truyền hình Thanh Sài Gòn, tiếng hát truyền thanh Sài Gòn. Năm 97 thì cô đạt giải nhì tiếng hát truyền hình Đồng Nai. Vâng vâng, những cái này thì mình cũng đã thông qua cho các bạn rồi. Ngọc Hạ thì sang Mỹ vào tháng 3 năm 2000 do một người anh bảo lãnh. Vâng, sau một năm ở San Francisco thì vừa đi học Anh văn vừa đi làm về đan áo. Cô sau đó thì về sống ở San Jose cho đến hôm nay thì vẫn tiếp tục học thêm Anh văn. Những bỡ ngỡ về lối sống và ngôn ngữ dần dần đã bớt đi nhiều đối với một người trẻ tuổi như Ngọc Hạ. Lý do thì Ngọc Hạ quyết định về San Jose cư ngụ vì nhận thấy ở thành phố này có đông đảo người Việt và nhất là tránh sự phiền phức khi cần nhờ đi xe bạn bè chở đi. Mỗi lần đi như vậy thì được mời hát tại thành phố này trong những tiệc cưới hoặc những cái buổi sinh hoạt văn nghệ. Vâng, phải nói rằng cái câu chuyện mà Ngọc Hạ đến với khán thính giả ở hải ngoại cũng như trung tâm Thúy Nga Paris là mình cũng trình bày sau khi mà quen biết với Nguyễn Ngọc Ngạn và gửi CD đến trung tâm của Thúy Nga. Vâng, bây giờ thì không phải bàn cãi gì hết. Rồi đây, trong những ngày sắp tới, tiếng hát của Ngọc Hạ sẽ còn nhiều cơ hội để làm được những cái điều mới mẻ hơn, bay bổng cao hơn, cũng như những cái điều cô ấp ủ trong lòng. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi video. Chúc quý vị khán thính giả một sức khỏe an khang thịnh vượng, cũng như nhớ like, subscribe ủng hộ Ngọc Hạ, nhớ bấm đăng ký kênh nha quý vị nha, bấm nút chuông luôn để theo dõi nhiều video mới về Ngọc Hạ.